Sau những ngày Tết kéo dài, đến nay tại một số chợ ở thành phố Tân An, giá các loại rau quả thực phẩm phong phú, không có hiện tượng khan hiếm. Tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố Tân An như chợ Tân An, chợ phường 2, chợ phường 3, trung tâm thương mại, siêu thị, giá các loại rau củ quả có giảm từ 20% đến 40% so với trước Tết, nhưng người mua lại thư thớt. Ngoài ra, các mặt hàng thực phẩm như thịt bò, thịt heo, hải sản cũng giảm giá trên dưới 10.000 đồng một ký. Cũng theo tiểu thương tại các chợ cho biết, Trước đây, mỗi dịp Tết, người tiêu dùng thường tích trữ thực phẩm vì sợ ít tiểu thương mở bán hàng sau Tết, do đó giá thực phẩm thường bị đẩy lên cao gấp 2-3 lần. Nhưng hiện nay, nhiều người tiêu dùng không còn tích trữ thịt, cá, rau, củ, quả như trước, mà chỉ mua thực phẩm đủ nhu cầu trong dịp Tết nhằm đảm bảo chất lượng thực phẩm và sức khỏe cho gia đình. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn cũng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá đột biến và vi phạm về buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng các hộ kinh doanh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng cam kết thực hiện cân đối cung cầu bình ổn giá nên thị trường hàng hóa cũng ít biến động